Nhà đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Hôm nay em xin chia sẻ với chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm tại quận Tân Bình quý vị. Vị trí em đang đứng ở đây là đường Đặng Minh Chứ nha quý vị. Mình ở đây là thuộc phường 10 quận Tân Bình và căn nhà em muốn chia sẻ với chị cô chú nằm ở hẻm 61 của mình, là kế bên chợ Đặng Minh Chứ luôn. Và nhà của mình có hẻm vô là hẻm 4m. Thì căn nhà đây là căn nhà em muốn chia sẻ với chị cô chú. Nhà của mình có diện tích chiều ngang là 3m rưỡi, chiều dài là 19m nha quý chị cô chú. Với thiết kế xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng. Đây là cái sân của nhà mình nha quý chị cô chú. Nhà của mình có tổng diện tích đất là 85m2. Với cái diện tích này thì đi ra ngoài sau của mình nó sẽ nở hậu. Cái phần xây dựng của mình là 16m, từ đây vào bên trong nó khoảng 10m, là bề ngang 3m rưỡi, dài vô trong là 10m. Còn cái phần phía sau á là nó sẽ nở hậu ngang là 6m vuông mức luôn, 6 x 6m. Thì thiết kế xây dựng của mình là xây dựng từ cái vị trí này vào bên trong là 38m rưỡi. Rồi bây giờ em sẽ mời quý chị cô chú vào bên trong, em chia sẻ lại cái diện tích với lại cái giá nhà mà chủ đang muốn kêu bán nha quý chị cô chú. Từ cái phòng là phòng khách của mình vào tới chân cầu thang này, thì vào sau chân cầu thang của mình nhà sẽ nở hậu ra là 6m. Ở dưới đây của mình sẽ có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ nha quý chị cô chú. Đây là phần phía sau, đây là cái phòng ăn, bếp ăn, và mình có một cái phòng ngủ ở đây. Thì trong phòng ngủ này sẽ có một cái nhà vệ sinh bên trong luôn. Còn phía sau của mình đó là giếng trời thông gió. Bây giờ vào phòng cho. Đây là phòng ngủ dưới tầng trệt của mình nha. Rồi đây là nhà vệ sinh. Ở bên hông mình thì có khoảng 6 tấc, cũng là một cái giếng trời. Nào quý chị, còn với phía sau này. Phía sau đây là mình giếng trời thông gió. Từ đây qua đây. Thì An qua đây quay cho quý chị cô chú thấy cái diện tích của mình. Từ đây là đó là 6m ngang nha. Đây là cái phần nở hậu nhà mình. Thì nó vuông vức luôn nha quý chị cô chú. Nó vuông vức luôn, ngang 6m, dài ra ngoài là cũng là 6m luôn, tới chân cầu thang á là cái phần nở hậu phía dưới đây. Đó, nhà của mình thì có một cái phòng ngủ nằm ở dưới tầng trệt quý vị. Thì phòng ngủ nằm dưới tầng trệt là rất là thích hợp cho quý chị cô chú nào mà mua nhà có người lớn tuổi muốn sinh sống ở đây, mà mình có cái tầng trệt này thì nó rất là dễ sinh hoạt cho người lớn tuổi ở dưới nha quý chị cô chú. Ở dưới chân cầu thang mình thì chú tận dụng để một cái tủ lạnh đó. Bây giờ em sẽ mời mọi người đi lên trên lầu để tham quan với em nha. Chú ơi, chú đi lên với con đi chú. Đây, nhà của mình sẽ có hai phòng ngủ lớn ở trên lầu 1. Bây giờ em bước qua phòng trong. Wow, phòng trong này phòng ngủ rất là lớn anh chị cô chú. Thì cái phòng ngủ phía sau này mình sẽ có một cái nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh nó nằm ở đây. Thì nhà vệ sinh cũng rất là lớn luôn. Nói chung là nhà khá là mới đẹp. Thì chủ nhà chủ yếu sử dụng cái có người ở trong nhà vệ sinh cho nên em không quay được cho mọi người, anh chị cô chú nha. Em chỉ đi ra luôn và em chia sẻ với chị cô chú cái phòng phía ngoài đi. Toàn bộ cửa đi, tay cầm cầu thang, chú đều sử dụng gỗ đỏ nha quý chị cô chú. Đây, cho quý chị cô chú tham khảo thử cái nhà vệ sinh. Nhà khá là mới luôn quý chị. Đây là phòng phía ngoài. Nội thất là sử dụng gỗ đỏ hết nha quý chị cô chú. Đó. Đây, nhà vệ sinh. Em quay nhà vệ sinh chưa? Phải cho quý anh chị cô chú nhìn tham khảo. Cái phòng nhà vệ sinh bên phòng bên kia nó rộng gấp đôi cái phòng nhà vệ sinh này nha. Rồi bây giờ đi lên lầu trên. Lên lầu trên đi. Lên lầu trên đi rồi lên tới sân thượng. Dạ, quay rồi chú. Con quay rồi. Phòng này có mở cửa được không chú? À vậy thôi. Cái phòng này giống cái phòng phía dưới của anh chị cô chú, phòng rất là rộng luôn, rất là to luôn, có một cái nhà vệ sinh bên đây luôn. Thì nó giống phòng phía dưới cho nên em không chia sẻ lại nha. Bây giờ em quay lại cái phòng phía ngoài rồi sau đó lên lầu em chia sẻ cái giá nha. Nói chung giá tiền khá là hợp lý để cho quý anh chị cô chú nhà mình đông người ở kìa. Đây, phòng này thì nó cũng tương đồng giống như cái phòng phía dưới của anh chị cô chú, nó giống cái phòng ở dưới, có ban công phía ngoài, nhà vệ sinh nằm ở trong bên trước đây. Nãy giờ là mình 5 phòng ngủ nha. Bây giờ mình đi lên trên lầu sân thượng nè.
Quý chị cô chú ơi, bây giờ em lên tới sân thượng nè. Thì trên sân thượng của mình sẽ có một cái phần phía sau là phòng giặt ủi nè, và sân thượng sau. Còn cái phần phía trước của mình là một phòng thờ cùng với là sân thượng trước. Bây giờ em sẽ đi ra cái phần phía sau rồi giới thiệu cho quý chị cô chú, sau đó em sẽ đi chở ga lại nha. Đây. Đây là cái phần này để sử dụng là giặt ủi. Thì chú có đặt một cái máy giặt ở trên đây. Đó. Và mình có thể là mình làm cái phần xào đồ, phơi đồ ở đây luôn cũng được. Còn không thì mình có ra ban công trước, ban công sau gì cũng được hết. Thì ban công sau đây quý anh chị cô chú, ban công sân thượng sau rất là rộng luôn. Quý anh chị cô chú nào về mua ở mình kỹ á, mình làm một cái lồng sắt mình chụp lên, thì cái phần này mình có thể là để giặt ủi phơi đồ, hoặc là mình có thể chắc hàng được nha. Rồi phía sau lưng của mình đây quý anh chị cô chú, cách ở đây 200m, đó là chung cư Bầu Cát quý anh chị. Chung cư Bầu Cát cách đây 200m. Thì ở đây của mình là kế bên chợ Đặng Minh Chứ nha. Đó. Đây mình đi qua bên phần Bầu Cát 1, Bầu Cát 2 là Đồng Đen nữa, thì nó cách khoảng chừng 200-300m thôi. Thì khu vực của mình là khu vực dân cư đông đúc, sinh sống rất là nhiều luôn. Và quý anh chị cô chú nào mà có nhu cầu á, thì cứ liên hệ số điện thoại phía dưới của em nha. Còn bây giờ em đi ra phần phía ngoài cho quý anh chị cô chú xem nha. Sau phòng thờ của mình thì phía ngoài này là ban công. Ban công khá là rộng quý anh chị cô chú. Mình có một cái sân thượng trước và một cái sân thượng phía sau. Và phía sau của mình có một phần để làm phần giặt ủi luôn. Và em chia sẻ với anh chị cô chú ơi, hiện tại gia chủ đang muốn kêu bán cái nhà này là 8,5 tỷ. Thì tổng cái diện tích đất của mình là 85m² rồi. Và diện tích xây dựng của mình là 38,5. Và cái giá hiện tại gia chủ kêu khá là hợp lý để cho quý anh chị cô chú nào mà mình mua. Nhà mình có đông người. Ví dụ như nhà mình có khoảng 7-8 thành viên ở căn nhà này khá là hợp lý luôn. Bởi vì nhà mình có tới 5 phòng ngủ. Và đặc biệt rằng là có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Thì phòng ngủ tầng trệt này rất là thích hợp cho mấy cái người mà quý anh chị cô chú mua cho, ví dụ như ông bà của mình lớn tuổi mà mình muốn sinh sống sinh hoạt ở dưới tầng trệt cho nó tiện á, thì cái nhà này rất là hợp nữa. Rồi em chia sẻ lại một lần nữa quý anh chị cô chú, nhà của mình thì có diện tích là tổng nhà là 85m², cái mặt tiền phía ngoài mình vào á là 3,5m ngang, sâu là 19m, mình có sân 3m, và vào tới chân cầu thang của mình là 10m, thì còn lại phía sau 6m nở hậu. Phần nở hậu của mình là 6x6m² nha quý anh chị cô chú. Bây giờ quý chị cô chú nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này hoặc là muốn xem giấy tờ sổ sách trước á, thì cứ liên hệ số điện thoại phía dưới của em nha, là 0909 049 383, thì gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn nhà này nha. Còn bây giờ thì clip của em xin được phép kết thúc tại đây nha quý chị cô chú. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị cô chú ở một clip sau ạ.